Sáng 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 38 bị cáo trong vụ đại án kit test Việt Á ra xét xử. Ba cựu ủy viên Trung ương Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng cùng 35 người liên quan đại án công ty Việt Á hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng. 7 giờ hôm nay, các bị cáo được dẫn giải đến Tòa án dân Hà Nội bằng ô tô 16 và 24 chỗ, tất cả đều mặc trang phục màu xanh thẫm. Bị cáo Phan Quốc Việt, 43 tuổi, Tổng Giám đốc công ty Việt Á, chủ mưu vụ án bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo cáo trạng, đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Phan Quốc Việt biết chủ trương nghiên cứu sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch nên xin cùng tham gia đề án. Ngay sau khi được chuyển giao quy trình nghiên cứu kit xét nghiệm, Việt giao cấp dưới tiếp tục phát triển để sản xuất, rồi xin cấp phép lưu hành, kinh doanh thương mại. Để được tham gia nghiên cứu, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá, Tổng Giám đốc Việt Á đã đưa hối lộ 106 tỷ đồng theo cáo buộc của Viện Kiểm sát. Trong số này có 3 triệu USD và 4 tỷ đồng, tổng 82 tỷ đồng chi cho 6 quan chức. Trong giai đoạn bán kit xét nghiệm, Việt đưa hối lộ cho Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến 27 tỷ đồng. Ông chủ Việt Á cũng cảm ơn cựu cán bộ văn phòng chính phủ 200.000 USD, ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD.